chào các bác nhá. Em vừa về tiếp được một cái con iRobot Roomba 790. Đây là cái dòng máy phiên bản giới hạn có cái màu xanh ngọc bích rất là đẹp các bạn này. Cái model và màu này rất là ít. Đấy, bọn này là phím cảm ứng. Màu cực đẹp luôn. Phiên bản không có nhiều các bác nhá. Trước này thì em bán đi kèm ra một cục tường ảo này. Đang kèm hai chổi. Một bộ sạc. Sạc này thì các bác có thể cắm điện 220V hay 100V đều được nhé. Đấy. Cắm trực tiếp vào đây. Được luôn. Đấy. Đây là con iRobot Roomba. Đẹp. Cho chạy thử các bác này. Màu rất là đẹp luôn nhé. Đây là mấy pin em thay mới rồi nhé. Roomba này. Hai quả lô 790 các bạn. Này sử dụng cho thị trường Nhật Bản nhé. Cái chiếc này thì bên em bán là 3,5 triệu cho con một M790 phiên bản giới hạn rất là đẹp, đi kèm phụ kiện như trên clip các bác nhé, bảo hành 3 tháng. Chào các bác.